toàn hàng to nhỉ, nhìn đấu quá. Con này nhiều tiền đây này, con này nhiều tiền đấy, tiền thôi, chủ đấy hỏi thì anh em biết thôi. 4 triệu. Bệ đẹp quá nhỉ, bệ. Em to quá không chơi được, thích to lắm nhưng mà không chỗ mà để. Cây này thì chắc cao hơn nhiều nhỉ. Cây này là bao nhiêu đấy? 8 triệu. Đấy, cây 8 triệu, cây này khách thì báo 4 triệu chắc độ hơn một tí là quất được. Nó hơi bị cháy. Cúc này của bác nào đấy nhỉ bác nhỉ? To lại hầm hố thế kìa. Biển là nó chỉ đấy. Vời mang cái gì ra kia? Ổi à? Vời chở cái gì ra? Ôi à? Đấy, đẹp, để thế làm gì vậy? Mình làm được. Cho bằng cân nửa thôi. Cái này của ai nhỉ? Đẹp quá nhỉ? Bao tiền không ạ? Khoảng 20. Khoảng 20. Khoảng 20 tiền. Ừ. Để tối em bán xem. N2T bonsai. Vâng. Chắc được mạnh bonsai không ạ? Kinh đấy. Hồi đấy. Để ở mặt tiền luôn đấy. Hồi đẹp đấy. Bao nhiêu tiền đấy vời thôi? Cái này 20 thì tất nhiên nó cũng anh ở chỗ Tây Mỗ đúng không? Đúng rồi. Hôm nào qua em mà chơi thì anh à, anh là 2T thì à, mình ở đâu? Em ở chỗ Thiên Đường Hội Sơn đấy. À gần quá, thì chắc gần nhà mấy ông này. Các bố này vẫn xem kênh của anh Tuấn mà. À, chỗ đấy thì toàn các bố này quanh đấy bán cây. Hồi xưa này em cũng ở chỗ Tây Mỗ ấy. À đấy. À. Vâng, chắc quá, chắc là có số. Anh số của anh trên ấy có đúng không? Vâng. Buổi chiều anh có nhà thì thường là qua giờ hành chính này. Rồi buổi ngày đi làm à. Vâng. Hôm nào cuối tuần em vào chơi thì vâng. Có gì em gọi nhá. Nhất trí vâng. Và cứ nháy cho em sang đây tí em biết là nhiều người gọi em không biết, nhiều khi không nghe máy. Cứ nháy sang đây tăng số của em tí. Vì nhiều người gọi lắm không biết được. 0919. Không. 391. 266. Đấy. Anh là anh Tuyền đúng không? Vâng. Em một Quốc Anh nhé. Vâng. Đấy thì nháy sang đây em lưu luôn đây rồi. Rồi 772 đó. Em chung cư phải em cần chơi cây chẳng mà tốt quá. Anh muốn lấy gốc là này. Được rồi. Con điện ở nhà Tân. Vâng. Đấy, ngày xưa người ta nhìn người ta chậm thích, bây giờ người ta lại thích kiểu thế. Nhưng mà nó đẹp thật. Mà anh đang để đấy để đi đá đó. Đấy, vì nó hơi thấp thì làm nó cao lên tí.
nhẹ thôi, không khí hầm hố làm gì, chỉ để cho nó cao lên một chút. 20 này to quá. Nhà mình nhiều cây đây, nhà em có khoảng thành công nhà. Cái này nhiều rồi, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ được khoảng gần 20 cây thôi mà. Mà em toàn chơi cây dưới đấy, ban công nhiều ánh sáng quá, trời tốt quá. Được, bắt tay trái đấy. Vâng. Đối diện. Chuyện ăn lên. Cây sung mà thấy hồi hộp quá. Bác đây có thao là nhà đấy. Bác là cái một tí cho bác, chạy từ đây về đây một tí cho bác. Đấy vào không người chạy từ đây về đây. Nửa tiếng đồng hồ. Vào xem đi, nửa tiếng. Nửa tiếng đồng hồ là đến nơi. Vâng. Cứ để tôi cứ chụp cho em xem. Nếu mà đấy thì nửa tiếng đồng hồ là vào đến nơi chứ bác. Bây giờ xem nó cho nó thực tế ấy, qua ảnh nó không thể nào mà nó... Đấy cứ nhìn cái giống cái dáng cái kia là được, nó làm đôi đẹp. Anh có anh nhìn rồi mà khẳng định cây là cây chất rồi. Đẹp như con đâu luôn là lên. Đẹp hơn cây, đẹp hơn cây không vừa rồi bà Hảo gì gọi bằng câu. Rồi, cụ về độ to hay là độ đẹp thế nào? Cây 1,5 triệu nhỉ. Đúng rồi, về độ to hay là độ đẹp thôi thì 1 triệu. Một người bê được không nhỉ? Bê được. Cái phôi mình là nửa phôi mình là quan trọng. Nó là khi nó đã được ấy rồi, nó hình thành ấy thì nó đơn giản. Nhưng mà trồng mấy ruộng thế mà nó không múc mất à? Nghe một đống chó này ngủ đấy mà. Ta ruộng là có người trông. Cái gì đẹp đây mà không mua nhỉ? Vâng. Cái này là cây trồng ở nhà không bao giờ sợ đói. Hôm nào em phải bê đi em bán chung. Cái này là cây thóc. Đấy. Cái cao cũng quá. Ông Dũng, ông cô bác ông có cây gạo đẹp thế. Có hoa. Có. Cái gạo mà có hoa nè. Đẹp. Ôi, ra khỏi khu vực này cũng không chịu được. Đẹp lắm. Ghê chưa? Ra quay mặt sau tí nè. Nhưng mà mọi người nó so sánh là biết to, đất không to. Cái này thì châu chậu lâu năm rồi. Cái bầu đất bầu chậu đấy. Rồi. Đi ra cuối chợ rồi, khu vực cuối chợ, đặc biệt khu vực của cây điền 20 kia và cây xanh mặt này đẹp hơn. Cái xanh này quay mặt này ra kia thì đẹp hơn này, đấy. Rồi, đặc biệt để sang chỗ, ui rồi, kinh đấy, hoa hạnh, hoa liễu đây. Bây giờ, chưa có ổi to nhỉ? Bao tiền đấy ạ? Hôm qua là ví dụng mà ổi bao tiền? Sáu triệu. Chưa? Hôm qua ví dụng còn lộ hôm qua em ví dụng mà. Tối qua mình kiểu như chiêu ấy mình còn nôm ấy, ví dụng ấy, thật thật à. Anh à, to mê quá để vào đâu giờ, biết để đây.
lên đỉnh rồi. Ở đâu? Đâu hôm qua thì đâu rồi? Đâu 94 đến là 2 cô thẳng. Trên bệ thì trên bệ tự nhiên của nó thôi. 6 triệu.